Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spiral News số thứ tư. Và như thường lệ, tuần này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem có những thông tin, có những sự kiện đáng chú ý gì vừa xảy ra cả ở trong và ngoài nước nhé. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong nước ngay bây giờ. Dư luận rúng động với những vụ camera quay lén bị phát giác liên tiếp. Đầu tiên là trường hợp xảy ra vào ngày 23 tháng 6 tại một studio chụp ảnh ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra khi nữ người mẫu Châu Bùi có buổi thử đồ chụp ảnh cho một nhãn hàng tại đây. Sau khoảng 30 phút thay đồ, nữ người mẫu phát hiện một chiếc đồng hồ có gắn camera quay lén được giấu ở góc phòng vệ sinh. Châu Bùi đã phối hợp với chủ studio tiến hành kiểm tra camera an ninh và phát hiện một đối tượng nam khả nghi. Người này sau đó đã thừa nhận hành vi đặt camera giấu kín bên trong phòng vệ sinh nữ. Ekip của nữ người mẫu đã ngay lập tức trình báo sự việc lên các cơ quan chức năng. Một sự việc tương tự cũng đã được Công an quận Hà Đông, Hà Nội công bố vào chiều 26 tháng 6. Theo đó, vào ngày 18 tháng 4, chị Y phát hiện trong nhà tắm cá nhân của phòng trọ chị đang thuê của ông LVN có lắp một camera giấu dưới đèn nhà vệ sinh. Tại cơ quan công an, ông N đã khai nhận vào khoảng tháng 6 năm 2023, xuất phát từ ham muốn của bản thân, ông đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera để lắp vào phòng tắm của các nhà trọ. Công an quận Hà Đông sau khi xác định được hành vi của ông N đã quyết định xử phạt với mức tiền là 12,5 triệu đồng. Hiện nay, nhiều loại camera quay lén, ngụy trang tinh vi đang được giao bán một cách công khai trên Internet, càng làm tăng nguy cơ kẻ xấu sử dụng vào mục đích xấu. Ở Hàn Quốc, một quốc gia mà nạn quay lén luôn là vấn đề đau đầu, thì phụ nữ đang tự bảo vệ mình bằng cách bịt kín mọi lỗ nhỏ đáng ngờ trên tường bằng các miếng dán sticker. Ngoài ra, máy dò camera quay lén là một thiết bị được bán chạy ở Hàn Quốc. Còn tại Việt Nam, thiết bị dò camera quay lén cũng được bán với giá khá rẻ trên các trang thương mại điện tử. Tuy nhiên, dường như rất ít người quan tâm đến việc mình trở thành nạn nhân của quay lén, trừ giới nghệ sĩ. Trong khi vấn nạn này, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành nạn nhân. Đến với thông tin thứ hai, hãy cùng đến với 4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đầu tiên là tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng. Tại nghị quyết kỳ họp thứ 7, thông qua sáng ngày 29 tháng 6, Quốc hội đồng ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở và đồng ý tăng 15% lương hưu, cũng như trợ cấp bảo hiểm xã hội. Người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 sau khi điều chỉnh mà hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng mỗi tháng thì điều chỉnh tăng 300.000 đồng trên tháng. Người hưởng từ 3,2 đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn tăng lên 35,7% từ 2.055.000 lên 2.789.000 đồng một tháng. Chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9% từ 360.000 lên 500.000 đồng trên một tháng. Lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%. Thứ hai là tích hợp giấy phép lái xe, căn cước trên VNEID. Theo thông tư số 28 được Bộ Công an ban hành vào ngày 29 tháng 6, ngoài hình thức bản giấy, người tham gia giao thông có thể trình cảnh sát giao thông các loại giấy tờ thông qua ứng dụng VNEID bao gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dụng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là việc xác thực sinh trắc học áp dụng với khách hàng là cá nhân có giao dịch điện tử với giá trị trên 10 triệu đồng hoặc là tổng giá trị thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu đồng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 70% số lượng giao dịch thanh toán của khách hàng cá nhân có giá trị dưới 1 triệu đồng. Các khoản giao dịch hơn 10 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 11% tổng số giao dịch. Số người có giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày cũng chưa đến 1%. Vì vậy, việc xác thực sinh trắc học không ảnh hưởng quá lớn đến các giao dịch thanh toán của người dùng. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua thành phố đã thí điểm không dùng đèn giao thông đếm ngược thời gian tại một số giao lộ và cho thấy việc này giúp tình hình giao thông ổn định hơn. Việc đèn giao thông không còn đếm số lùi sẽ giảm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ khi thời gian còn ngắn, từ đó giảm bớt nguy hiểm cũng như là giảm hỗn loạn ở các nút thắt giao thông. Tuy nhiên, ở một số quốc gia phát triển trên thế giới, đèn giao thông đếm ngược lại mang tới rất nhiều lợi ích. Ví dụ như là ở Mỹ, kết quả thống kê cho thấy
Sự hiện diện của đèn đếm ngược làm tăng khả năng tài xế dừng xe theo tín hiệu hơn 13% và giảm tốc độ trung bình của họ khi tới giao lộ là khoảng 1,6 km/h. Còn ở Ấn Độ, sau một khoảng thời gian loại bỏ đèn giao thông đếm ngược thì vào năm 2016, một số thành phố lại sử dụng loại đèn tín hiệu này, thậm chí cho chạy chữ trên đó để nhắc nhở lái xe phải tắt máy khi chờ đèn đỏ. Liệu lợi ích mà đèn giao thông đếm ngược mang tới có vượt trội hơn so với những bất cập mà nó mang lại? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới và cùng nhau bàn luận về chủ đề này nhé! Tiếp theo trong số Spy Room News, hãy cùng đến với một số thông tin thú vị trên thế giới trong tuần vừa qua. Thành phố đáng sống nhất thế giới 3 năm liên tiếp gọi tên Viên. Theo báo cáo của Economist vừa công bố ngày 27 tháng 6 cho biết, thủ đô Viên của Áo được coi là một trong những thành phố đẹp nhất và đáng sống nhất trên thế giới. Viên đứng đầu trong danh sách này 3 năm liên tiếp, nhận được điểm tuyệt đối ở 4 trên 5 hạng mục. Trong đó hạng mục thiếu hụt nhất là văn hóa và môi trường do thiếu các sự kiện thể thao lớn. Đáng chú ý trong báo cáo này là việc thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 10 các thành phố thăng hạng lớn nhất khi tăng 7 bậc từ vị trí số 140 lên vị trí số 133 trên 173 thành phố có mặt ở trong danh sách. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những thông tin về cuộc thượng đài kịch tính giữa Joe Biden và Donald Trump. Theo báo điện tử Thanh Niên, cuộc tranh luận đầu tiên trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã kết thúc với điểm nhấn là những lần nói vấp của Tổng thống Joe Biden và hàng loạt tuyên bố sai sự thật của người tiền nhiệm Donald Trump. Trong suốt 90 phút, hai ứng cử viên đã có những đáp trả gay gắt về nhiều vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới như là quyền phá thai, người nhập cư, tình hình nền kinh tế ở Mỹ, xung đột Ukraine và Gaza. Theo bình luận của tờ The Guardian, màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận này cho thấy việc thách đấu này có vẻ là chiến lược sai lầm. Tổng thống Mỹ liên tục nói vấp với giọng nói khàn đặc và nhiều lần bị đứt mạch suy nghĩ. Truyền thông Mỹ dẫn nhiều ý kiến từ phe Dân Chủ để thể hiện sự thất vọng về màn thể hiện của ông Biden. Về phần ông Trump, vị ứng viên Đảng Cộng Hòa liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật và né tránh trả lời những câu hỏi khó. Theo khảo sát nhanh của CNN, 67% người trả lời cho rằng ông Trump là người thắng cuộc tranh luận, trong khi 33% nói ông Biden thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên, 81% cho biết cuộc tranh luận không ảnh hưởng đến lựa chọn của họ cho chức tổng thống. Chỉ có 5% nói rằng cuộc tranh luận đã thay đổi ý kiến của họ. Tin tức cuối cùng trong bản tin tuần này sẽ là những thông tin thể thao nổi bật nhất của kỳ Euro 2024. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã xác định được 6 đội tuyển bước chân tiếp vào tứ kết với 3 trận đấu vô cùng hấp dẫn, gồm Thụy Sĩ chạm trán với Anh, Đức gặp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đối đầu với Pháp. Hai đội tuyển cuối cùng góp mặt vào vòng tứ kết sẽ lộ diện sau 2 trận đấu vào tối ngày 2 tháng 7 và rạng sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, các bàn thắng đẹp, những chiến thắng kịch tính hay là việc siêu sao CR7 bật khóc trong trận đấu mới nhất sau khi đá hỏng phạt đền không phải là chủ đề được quan tâm nhất trong tuần vừa qua tại Euro 2024. Nhân vật trung tâm chính là công nghệ VAR. Trong trận đấu giữa Đức và Đan Mạch vào ngày 30 tháng 6, trọng tài Michael Oliver đã từ chối bàn thắng của Joachim Andersen ở phút thứ 48 sau khi check VAR, cho thấy tiền vệ Thomas Delaney mặc lỗi việt vị. Nhiều người chỉ trích VAR hoạt động chuẩn xác một cách cứng nhắc khi sự chênh lệch chỉ là 1cm. Tới trận đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia vào rạng sáng ngày 1 tháng 7, VAR lại tiếp tục gây tranh cãi khi không phán quyết việt vị đối với bàn gỡ của Tây Ban Nha. Trước đó, một tình huống tương tự cũng diễn ra trong trận Pháp gặp Hà Lan ở vòng bảng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại khi phán quyết được đưa ra là việt vị và bàn thắng không được công nhận. Những tin tức Euro vừa rồi đã khép lại số Spy Room News tuần này. Các bạn nghĩ sao về những thông tin và sự kiện chúng mình đã đề cập đến? Hãy để lại những đánh giá và góp ý ở dưới phần bình luận cho chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Spy Room News. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!